sao mà muốn tập phim thế này, mình nhận quá học, mình nhìn một ngày nó ra lên đây cả ngày. Mỏi cơ bắp lên cuộn cuộn luôn. Đấy, trong lúc chờ Mao Đệ ra đồ thì mình đang thiết kế cái để nó làm như kiểu món chả ốc với mọi người nhá. Nhưng mà anh em mình sẽ làm một kiểu khác, đó là nướng. Tức là mình sẽ cho tí nữa, cho hỗn hợp gọi là ốc thịt và gia vị vào đây. Xong bắt đầu sẽ cho lên vào lò chuyên dụng của anh em mình để nướng nhá. Đó, một cây nứa này thì sẽ lấy khoảng một ống này, hai ống này, ba ống, bốn ống, chục cái ống như thế này để cọ sạch đi, xong rồi bắt đầu thiết kế làm một cái món chả cực ngon nhá. Nướng. Okay. Đó. À đây là tất cả sản phẩm của anh em mình nhá, thịt này, riêng thịt nhá. Mặc dù cái cối của nhà mình rất là cũ nhưng mà nó vẫn khá là sạch nhá mọi người, nó chỉ màu mè nó kia thôi, tại vì nhà mình vẫn thường hay sử dụng. Và đây là ốc biêu đây nhá, tất cả ốc biêu đây. Bây giờ sẽ tiến hành trộn để nướng với kia. Đấy, thằng nào đi, tao đi ăn ốc không, ăn ốc không biết cái này cái gì không? Trời cái gì? Cái gì đấy? Cái chó. Mày mày thế quả gì đây? Trứng. Trời ơi, thế cái gì đây? Cái ớt. Thế cái gì đây? Thịt bò. Thế cái gì đây? Cái gì đây? Đây này. Cái gì đây? Hả? Chuối. À đây cơ mà. Chuối ông à. Ông nào? Thôi. Đây là cu xin nhà mình nhá mọi người nhá. Hôm trước ngày trước là nó cắt tam mao đấy, nhưng mà mẹ nó cho đi cạo chọc để chống được. Đấy, bây giờ sẽ trộn đều gia vị và các thứ vào nhá. Mao Đệ đập trứng vào đây. Ớt này. Hành khô này. Đó, thấy chưa? Mao Đệ đập kia đi. Đánh nhặt trứng đi. Nào. Cú đập đi. Cú đập trứng không? Không. Ấy. Dạ, vàng. Cái này siêu hay nói luôn kìa. Nó đập thật. Đập thật. Đập cho bố. Ấy. Anh ra cho mày đập ra đây. Nó đập thật. Hôm trước mày không biết cú đập của nó chỉ giá 4 triệu rưỡi à? Dạ, vàng. Ui dồi. Trước nó đập cái tivi nhà bà nội sửa mất 4 triệu rưỡi mọi người ạ. Chống được cái bọn trẻ con này. Lại làm gì? Đó. Rồi cho đều vào. Ăn không? Tính ăn không? Ngon lắm. Biết cái gì đâu? Hả? Xin biết gì không? Hả? Món này hơi bị đẳng cấp đấy. Thế bố hỏi nhá. Đi im rồi bố hỏi. Con trâu ăn gì? Con trâu ăn cỏ. Con trâu ăn cỏ. Con trâu cứt. Con trâu ăn cỏ. Tao đánh nó chết đấy. Con trâu ăn cỏ, không được bảo con trâu ăn cứt. Con trâu ăn gì? Con trâu ăn cỏ. Thế con chó ăn gì? Con chó ăn cơm. Trẻ con nó hồn nhiên, nó bọn này nó cứ dạy thằng này lung tung. Dạy gì? Khi nó thấy con chó ăn cứt liều cứt thì nó cho ăn chó. Thôi không ạ, cho nước mắm à. Không bậy bạ thế được. Con trẻ con nó ỉa ra ai rồi. Ý đâu. Đây cho. Cho vật tay ạ. Cho tay. Nào, đưa đi. Ui. Ít xin một cưới. Hạt tiêu ấy. Ít hạt tiêu vào đây. Đấy. Xin ăn không? Ăn gì? Ăn cái này. Trâu. Ngon.
ngon đấy. Tôi lại mú cái gì mú. Ơi vị ngon đấy. Đi thôi. Đi thôi. Đây gọi là món gọi là pizza tổng hợp ấy. Đấy. Đó. 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 Mày gọi ai là ông? Hả? Bằng ông bằng vai phải lứa mày ông. Ông sư ấy gì? Ông chim. Ông chim. Cho nó một miếng ăn luôn, tẩm mồm nó đi. Cho nó một miếng. À, không. Ăn nhá. Thôi, không trêu đùa nó nữa, trẻ con nó hay đấy lắm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đúc kia nhá. Mày lấy kia vào đúc vào. Bố đang nấu ăn. Cô ăn là gì đấy? Cho xin ăn đấy. Cô tí nữa cô ăn không? Đó, đây sẽ là một lọ một bánh gọi là gì nhỉ? Một ống ống chả nhá. Làm. Thật ra đây là anh em mình không phải làm chả mà đây gọi là món này gọi là món nó như kiểu hỗn độn đấy. Chả thì mình đã mua giọt sống bóp vào ấy thì nó sẽ quện hơn, nó thành một miếng chả. Còn anh em mình làm này thuần túy là gần như là ốc là nhiều. Wow, đây là chiếc lò chuyên dụng của anh em mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng. Các bếp vậy? Không, nướng xong úp. Đây mày cầm cái này cho anh. Cầm cái này cho anh để anh đo xem. Tại vì chiếc lò này khá là nóng, thế nên là không cho mọi người xem vào cận cảnh ở trong được. Tí nữa nó chín thì mình sẽ cho xem cận cảnh sau vậy. Ui, nóng lắm. Cái này nhanh chín lắm anh nhờ. Ngon, dư nước ngọt lắm. Nghĩa thiệt. Nào, buộc vào đây. Rồi lại tiếp tục những cái sau đây. Này để điều chỉnh gọi là độ cao thấp đây. Wow, nóng lắm. Nóng thế. Siêu nóng luôn. Sức hủy diệt. Rồi lấy cây. Mình nghĩ là cũng chín rồi đấy, tại vì cái con lò của mình nó còn hơn cái lò bắt quái, nó nóng. Lúc ta con lợn vào thì nó còn chín rồi anh nhỉ. Ui, thôi, mở mạnh quá. Bụi rồi, đừng thổi kệ nó. Đấy. Rồi kiểm tra xem nhá. Ủa anh ơi, em nghĩ sợ chưa chín đâu. Chín rồi, nước như trứng nó phải lên ấy. Nước trứng cống nước kia. Nè. Nước ốc, chín rồi. Đây này mọi người. Chín nhá. Anh nghĩ là chín rồi, mày nghĩ là chín chưa? Chín rồi. Em nghĩ là ứng hương. Chín rồi. Chín rồi mọi người ạ. Cái nước ốc nó ra đấy. Nào. Nào tháo này đi. Đấy, đây là món mình tạm gọi là món sột xịt ốc nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ cho ra ngoài xem nó thế nào. Cái nước này là nước ốc ấy. Mình nghĩ là chín hết đấy. Với cả nước trứng. Ui. Anh ơi, cho cái này ngon hơn anh ơi. Đây, thử xem nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Em phải thử vậy. Ngon không anh? Ngon không? Tạm được. Ngon hết. Thử đi. Anh em thử đi. Đợi xem nào. Mời tất cả các bạn nhá. Được nhưng mà ốc thì nên cả cả con ngon hơn. Ai 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 mọi người ạ. Phiểu. Tạm được rồi đúng không? Ê, mọi người ạ. Quên mất cu quan đâu. Cứ không được ăn. Quan đâu? Buồn đi nhỉ. Ăn gì đấy? Cái gì đây? Đấy, nó buồn đấy. Ăn không? Thôi cho ai rồi. Mày cứ ăn nhỉ, buồn. À đấy, đấy, đưa coca đấy. Cả. Hóa ra là cắt. Ui à. Nào, đưa bát đây. Anh bát đây bổ cho coca. Anh nói ai vậy mọi người ạ? Nó sật. Ui giời, chân kìa. Nào con Yến, ăn không? Nhấn lấy coca không? Này.
Đấy, đây, chia nó. Đấy, vừa lúc nãy hát đi xáo. Còn lên gương. Tuyệt vời. Chúc mừng, món ăn rất là ngon. Món này chỉ gọi là tạm tạm thôi. Chứ không phải là công tâm đấy đâu. Nếu mà ốc ấy, mình nghĩ là chả ốc ngon. À, chả ốc ngon. Chả là chả ngon. Ngươi làm thành chả ấy thì phải có gì à? Rau sống thì nó sẽ quyện được thành chả, nhưng mà anh em mình lại cho trứng thay vào, thế là nước nước ốc nó ra với cái nước trứng này đó. Hay là chưa chín nhỉ? Chín rồi đúng không? Rồi, cái món này nó cứ chật chật đi. Rồi cái gì đấy? Xong. Cái nhân gian này cái gì? Nào, cô ăn cái này không? Đây. Ui, ngon. Ui, ngon đi. Ngon lắm. Ngon không? Mùng nó. Mùng nó ăn để ngon cơ. Chắc là nó không muốn bảo là bố nó làm biểu. Ngon không? Ngon nhỉ. Ngon không? Ngon. Cái món này thì gọi là tạm tạm luôn nhỉ. Món này ăn cũng ngon rồi. Thế, ngon không? Ngon. Ngon. Ăn sật sật này hay đấy. Chưa kịp nhai. Hả? Em lên bia đây. Vừa rồi. Ok. Cá nhân cho giọt sống vào thì nó thành chặt. Nó lại khá là cũng tàn tạm thôi. Dạ. Món này mà cái ví dụ như kiểu đi núi ấy, hay là đi rừng mà nhặt được ốc xong rồi làm thì lúc đấy cũng ngon. Chuẩn đấy. Đại khái là nếu mà đi núi đi rừng mà không có xong nổi thì mọi người cứ lấy cái ống nứa này cắt ra, bắt được ốc cho vào. Hả? Kia, đứng dậy, đi ra ngoài kia, mạch ra, tự nhiên đi. À, hay là để nghỉ. Hả? Khu nhà mình nó hay tự nhiên là cái bọn này nó hay dậy, nó dậy nó. Bọn này tự ăn dậy. Đại khái là món này chỉ tích hợp ở chân rừng chứ không có nồi thôi. Vì mình nghĩ nếu mà món ốc ấy thì không, thứ nhất là dã dàng kia nó mất vị, ăn cả con ngon hơn. Hay là do anh em mình không thích ăn chả, không thích ăn những cái món nó kiểu băm nhỏ cả. Anh em mình cứ phải chơi cả con to to mặn ngọt. Đó. Đại khái là món này cũng tạm được thôi. Nếu mà đi rừng thì khá là ok đấy. Tại vì ngoài rừng đói và không có nồi, ngồi sẽ dùng những cái này để nấu. Dùng ống tre để nấu với tạo một cái lò như thế thì nó sẽ nóng hơn là mình đốt trực tiếp nhé. Đốt trực tiếp thì nó sẽ chỉ dính ở dưới này cháy thôi. Còn như cái lò của anh em mình là tổng lực dồn từ mọi phía sức nóng vào, nó không bị cháy đâu. Nhưng mà nếu mà để tầm 20 phút nữa là cái ống tre khô luôn. Hoặc là mọi người lấy con ốc cho chúng không phải băm ra được nhỉ. Xong rồi nấu luôn. Đấy. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại anh em mình like, share, comment, đăng ký kênh YouTube bên cạnh nha. Chào tất cả mọi người. Đây đây là mọi người ạ. Hôm nào anh em mình sẽ lên rừng và thực hiện lại một cái món như thế này, nhưng mà toàn đồ trên rừng nhé.